Đang làm gì đây? Em đang chat spy với cả một cú sập. Tìm anh đang kẹt vì đèn tín hiệu chưa thể chuyển đỏ thành xanh. Em có dám vứt bỏ bùng bề rồi chạy thật nhanh lại anh rồi. Để cô đơn đến gõ cửa, anh sẽ tống hắn ra và bỏ bình yên. Còn muốn nữa, dù không phải người đầu tiên, chẳng phải người cuối cùng, em chính là duy nhất. Vì đường tìm em là đường cùng, em là chuyến tàu anh đợi bến vé cứ hồi đầy năm trước. Lấy cộng 17 chứ công nhà đợi chìa khóa chạy sang rước. Em chưa đầy ngọt ngào, anh chưa vướng đầy giọt nào. Là chưa kích thích sẽ giết cho anh nếu thiếu mất em mỗi sáng. Em có niềm vui, còn nỗi buồn anh mang ra chợ vội bán. Sài Gòn vào tháng ta chuyển trong ngoài trời lớp phức đọc mưa. Ta yêu vậy đủ chưa? Sài Gòn về bên em ta còn tận bao xa. Anh vì em là vô Đà Lạt, anh yên vào chiều thanh hoa. Mày muốn gì em lại lặng nhờ rồi, mày không biết điều đấy. Má em làm sao làm việc mình bao cảm dở được. Em ước chỉ cao mét 55 thôi. Tại vì nhìn mét 55 nó rất là yêu ý, yêu lắm luôn ý. Không, em không biết. Từ hiện bị gạt mũi rồi. Sâm ơi, đúng tiền. Hải Sâm, bận gì.